Dạ nó má tèo á, nghe đàn gái người ta đòi lễ vật cao quá, sợ không dám về luôn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Dù gì thì cũng phải về, rồi qua bên đàn gái coi thử người ta nói làm sao, ắt giá làm sao đó chứ, sao không về? Bà cũng biết rồi, má thằng tèo á, mẹ giá con coi từ hồi nào tới giờ đi làm thuê làm mướn người ta, rồi bây giờ đùng một cái vậy đó, đàn gái đồ trên trời trên đất vậy đó. Giờ nghe người ta đòi quá rồi không có tiền thì chắc không dám về luôn đó gì. Nói vậy là trốn ở Sài Gòn luôn, không về luôn á hả? Chứ sao nữa, không về là trốn rồi đó. Kiểu này á, năm nay thằng Tèo không kịp cưới vợ rồi đó. Tiền đâu cưới? Không có tiền khổ rồi, tới vợ cũng qua luôn. Sao mới đây khen thằng Tèo thì giỏi lắm, làm ăn được này kia, sao giờ tự nhiên chơi ép nhỏ quá vậy? Thiệt, cái người này ngộ thiệt chứ. Làm như thằng Tèo là cái máy in tiền vậy. Nhà chúng trong cái thằng nghèo nhất cái xứ xẻo lá này. Gặp tôi nó thiệt á nha, mà đòi cái kiểu đó đó, tôi cũng bỏ giờ lái chạy luôn. Chứ đừng nói thằng Tèo, đòi cao quá tiền đâu cưới nổi. Đúng rồi. Anh Tèo. Nó cái gì vậy? Gì đó? Mày chạy theo nó coi sao. Ừ, chạy lẹ đi con, coi chừng nó làm chuyện dại dột đó nghe không? Dạ. Chặn nó lại. Dạ. Anh Tèo. Thiệt tình chứ. Ô, xóm này sao đủ thứ chuyện trên đời. Ông. Ừ. Thì ông coi qua bên nhà Năm Gạo á, dò hỏi coi thử làm sao. Chứ giờ má nó không về, rồi mình là người lớn mà không giúp nó làm sao được. Tôi nữa hả? Chứ ông nghĩ coi xóm này còn ai. Đừng có chạy nữa, chạy ông mệt quá. Tao đau buông ra. Đau cái gì mà đau? Đừng có chạy nữa. Buông tao ra. Anh Tèo, tao đau lắm rồi mấy con. Đau cái gì mà đau? Em buông ra, anh tự tử. Mày không buông ra tao bằng nhục cả xóm này đó mấy con. Chị gái bỏ chị bình thường có gì đâu mang nhục. Anh Tèo buông ra. Anh Tèo, thôi cứ làm chị cho chết con. Chết con, trời ơi, hai mày buông ra con. Mày chết con, buông ra nè. Hai thằng mày anh em trong xóm không mà đánh nhau vậy đó hả? Đâu đánh đâu, ông tự tử á. Trời ơi, nó chưa tự tử nữa mày bóp mũi nó chết rồi kìa. Tao không đi tự tử. Nó đau bụng. Ôi chị, mà sao mình nói nó tự tử? Không phải, tại vì dí không kịp á, phải la vậy cho bà con hàng xóm chụp ổng lại phụ. À, mày chụp hồi tao chết bây giờ, nó đau bụng, hai bay tào lao quá. Con nghiệp nhỏ ghê luôn, vừa bị nhà gái dí, giờ bị Tào Tháo dí. Một đường bế tắc, một đường thì thông suốt, đường nào cũng khổ giống chứ. Bụng mà cũng bị lây nữa trời.